Cô chào tất cả các em. Hôm nay các em sẽ được học một chủ điểm mới, cuộc sống quanh em. Và mở đầu cho chủ điểm này, một bài học rất thú vị hôm nay: những thanh âm diệu kỳ. Cô trò mình bắt đầu vào hoạt động 1 nhé. Hoạt động 1, nghe nói. Chia sẻ với bạn những điều em biết về một loài chim. Trên màn hình cô có một số hình ảnh về các loài chim. Bạn nào giỏi biết tên các loài chim này? Cho cô biết chú chim có màu vàng sặc sỡ này có tên là gì? Đúng rồi đấy, đây là chim vẹt. Chim vẹt có đặc điểm gì? Chính xác, chim vẹt có thể bắt chước tiếng người đấy các em ạ. Còn chú chim trắng muốt này có tên là gì? Rất tốt, đây là cò. Thức ăn yêu thích nhất của cò là gì? Đúng rồi, là cá. Chú chim thứ ba có tên là gì? Đúng rồi đấy, đó là chim chào mào. Chim chào mào có đặc điểm gì? Giỏi lắm. Chim chào mào có mào ở trên đầu và có giọng hót rất hay. Cuối cùng, chú chim tuyệt đẹp này có tên là gì? Rất tốt, đây là chim công. Chim công có đặc điểm gì nổi bật? Đúng rồi đấy, chim công có bộ lông rất nhiều màu sắc sặc sỡ, giống như những hạt ngọc trai được đính lên. Vừa rồi chúng ta đã được tìm hiểu 4 loài chim. Ngoài những loài chim này thì bạn nào có thể kể tên thêm một số loài chim khác mà em biết? Rất tốt, ngoài 4 loài chim vừa tìm hiểu thì còn có rất nhiều loài chim khác nữa, như chim chèo vẹo, chim chích chòe, chim sáo, chim sâu. Và mỗi một loài chim sẽ có những đặc điểm khác nhau. Bài học hôm nay cô cùng các em tìm hiểu về một loài chim đặc biệt, được mệnh danh là loài chim có giọng hót hay nhất. Cô cùng các em lắng nghe giọng hót của loài chim này nhé. Tiếng hót của chim rất là trong trẻo và du dương. Các em đã biết đây là loài chim gì chưa? Đúng rồi đấy, đây là giọng hót của chim sơn ca. Bài đọc của các em hôm nay có tên giọng hót chim sơn ca. Cả lớp nghe cô đọc mẫu. Giọng hót chim sơn ca. Sơn ca có giọng hót hay nhất khu rừng. Khi sơn ca hót, cỏ cây, hoa lá, dòng suối rì rào hòa theo. Một hôm, các bạn chim cử sẻ đến hỏi sơn ca: "Bác mặt trời cho bạn giọng hót hay phải không?" "Bác ấy chỉ cho tôi những tia nắng rực rỡ thôi." Cả bảy chim vẫn thắc mắc. Cô giáo Hoạn Mi bảo: "Các em đến nhà sơn ca sẽ rõ." Sáng hôm sau, đến nhà sơn ca, các bạn thấy chú đang truyền cành. Thỉnh thoảng, chú nghiêng đầu lắng nghe tiếng cây cối xào xạc, tiếng suối chảy róc rách. Nghe rất kỹ, rồi sơn ca mới bắt chước theo. Bảy chim đã hiểu vì sao sơn ca có giọng hót hay. Các em lưu ý với bài này thì chúng ta sẽ đọc với giọng chậm rãi và biết thay đổi giọng đọc của các nhân vật. Ở bài này có một số từ khó đọc, các em nhẩm thầm theo cô nhé. Sơn ca. Sơn ca. Rì rào. Rì rào. Rực rỡ. Rực rỡ. Truyền cành.
truyền cành, xào sạc, xào sạc. Bây giờ bạn nào có thể đọc lại cho cô các từ mà cô vừa tìm được? Rất tốt. Vừa rồi chúng ta đã luyện đọc được một số từ khó trong bài. Bây giờ cô cùng các em sẽ đi vào luyện đọc từng đoạn nhé. Bạn nào cho cô biết ở bài này được chia làm mấy đoạn? Đúng rồi đấy, bài này được chia, bài giọng hát chim sơn ca được chia làm 3 đoạn. Đoạn 1, từ đầu cho tới hòa theo. Đoạn 2, từ một hôm cho tới sẽ rõ. Đoạn 3 là phần còn lại. Cô cùng các em đi vào luyện đọc đoạn 1. Lưu ý khi đọc đoạn 1 thì các em sẽ đọc cả tên bài nhé. Cô mời cả lớp mình đọc nhẩm thầm nào. Bạn nào có thể đọc to cho cô đoạn 1? Rất tốt. Chúng ta chuyển sang luyện đọc đoạn 2. Cô mời cả lớp nhẩm thầm đoạn 2 nào. Bạn nào đọc to cho cô đoạn 2? Giỏi lắm. Ở đoạn 2 có một câu hỏi, bạn nào tìm được? Cô cảm ơn em. Vì sao em biết đây là câu hỏi? Đúng rồi đấy, bởi vì ở cuối câu có dấu hỏi chấm. Các em lưu ý, đối với những câu có dấu hỏi chấm ở cuối câu thì chúng ta sẽ đọc với giọng cao hơn một chút thì giọng đọc sẽ hay hơn. Các em nghe cô đọc mẫu. Bác mặt trời cho bạn giọng hót hay phải không? Bạn nào đọc lại cho cô nào? Rất tốt, cô cảm ơn em.
Chúng ta chuyển sang luyện đọc đoạn 3. Cô mời cả lớp mình đọc thầm nào. Bạn nào giỏi đọc to cho cô đoạn 3. Giỏi lắm, cô cảm ơn em. Ở đoạn 3 có từ bắt trước. Em hiểu như thế nào là bắt trước? Đúng rồi đấy, bắt trước có nghĩa là lặp lại, làm lại việc làm của người khác. Cô giáo lấy ví dụ nhé. Khi cô nói, cô yêu tất cả các bạn học sinh lớp 1E, bạn nào có thể nói lại, bắt chước lại cho cô. Rất tốt, cô cảm ơn em. Các em ạ, trong câu chuyện chim sơn ca bắt chước để có giọng hót hay. Còn trong thực tế cuộc sống, bắt chước không phải là việc lúc nào cũng nên làm, mà khi bắt chước các em nên có chọn lọc, sáng tạo, học tập và làm theo những đức tính tốt. Còn những việc làm chưa tốt thì chúng ta không nên bắt chước nhé. Bạn nào giỏi đọc cho cô cả bài? Cô khen em đọc bài rất tốt. Ở nhà các em hãy chọn một đoạn mà mình thích rồi luyện đọc thật hay. Khi nào đến lớp cô giáo sẽ cho các bạn thi đọc với nhau nhé. Vừa rồi các em đã luyện đọc rất là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần tìm hiểu bài. Câu hỏi thứ nhất, kể tên những vật hòa theo giọng hót của sơn ca. Để trả lời được câu hỏi này, cô mời cả lớp nhẩm thầm lại đoạn 1 nhé. Các em đã có câu trả lời của mình chưa? Những vật hòa theo giọng hót của sơn ca. Đúng rồi đấy, đó là khi sơn ca hót, cỏ cây, hoa lá, dòng suối rì rào hòa theo. Bạn nào nhắc lại cho cô? Rất tốt. Câu hỏi C. Vì sao sơn ca có giọng hót hay? Đáp án thứ nhất,
vì được mặt trời cho những tia nắng. Đáp án thứ 2, vì được học cô giáo họa mi. Đáp án 3, vì bắt chước tiếng suối, tiếng cỏ cây. Để trả lời được câu hỏi này, các em hãy nhẩm thầm cho cô đoạn 3. Các em đã có câu trả lời của mình chưa? Em trả lời đúng rồi đấy. Sáng hôm sau đến nhà Sơn Ca, các bạn thấy chú đang truyền cành. Thỉnh thoảng chú nghiêng đầu lắng nghe tiếng cây cối xào xạc, tiếng suối chảy róc rách. Nghe rất kỹ, rồi Sơn Ca mới bắt chước theo. Đây cũng chính là bầy chim đã hiểu vì sao Sơn Ca có giọng hót hay đấy. Vậy đáp án đúng là đáp án số 3, vì bắt chước tiếng suối, tiếng cỏ cây. Cô khen các em đã hiểu bài và trả lời câu hỏi rất tốt. Vậy bạn nào cho cô biết Sơn Ca có đức tính gì? À đúng rồi đấy, đó là đức tính chịu khó, ham học hỏi, kiên trì. Vậy qua câu chuyện hôm nay em học được đức tính đáng quý nào của chim Sơn Ca? À giỏi lắm, đó là tập trung cao, tự giác trong học tập. Các em ạ, các em là học sinh còn nhỏ cần rèn luyện tính kiên trì, tự giác trong học tập và biết cách quan sát giống như chú chim Sơn Ca nhé. Thì sau này lớn lên các em sẽ là người con làm giàu cho quê hương, là những người có ích cho xã hội đấy. Vừa rồi các em đã được học hết tiết 1 bài 21A. Ở nhà các em luyện đọc lại bài và đọc thật kỹ đoạn 1 để giờ sau chúng ta luyện viết nhé. Và cô sẽ kết thúc bài học hôm nay với bài hát Con chim Bạch Huyên. Đó là ngoan ngoãn, lễ phép, biết vâng lời bố mẹ và thầy cô để trở thành con ngoan trò giỏi nhé. Tiết học của cô đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em ở tiết học sau nhé. Cô chào tất cả các em.